Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Huyện Mai Châu huy động nguồn lực nâng cấp đô thị thị trấn Mai Châu đạt tiêu chí loại 4. Nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp hai loại vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi. Sau đây là nội dung chi tiết. Vụ đông xuân 2021-2022, tình hình thời tiết thuận lợi, nguồn nước đảm bảo cho sản xuất. Chính vì vậy, các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp của tỉnh đều đạt và vượt so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 3,63%, năng suất lúa ước đạt 58,8 tạ một hecta, sản lượng 9,7 vạn tấn đạt 101,4% so với cùng kỳ, bằng 104,4% kế hoạch. Năng suất ngô ước đạt 46 tạ một hecta, sản lượng 8,1 vạn tấn đạt 101% so với cùng kỳ và 104% kế hoạch. Những loại cây màu hàng năm như lạc, sắn, rau, đậu các loại, năng suất chất lượng sản lượng đều đạt và vượt so với chỉ tiêu. Vụ hè thu vụ mùa năm nay, toàn tỉnh phấn đấu diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 44,3 nghìn hecta, trong đó cây lương thực có hạt 33,1 nghìn hecta, năng suất lúa đạt 53 tạ một hecta và ngô 44 tạ một hecta. Để tiếp tục đạt được kết quả cao trong sản xuất vụ mùa hè thu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các ngành địa phương khẩn trương thu hoạch lúa và cây màu vụ xuân, triển khai sớm kế hoạch sản xuất vụ mùa hè thu, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất vụ đông, mở rộng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, lựa chọn cơ cấu giống hợp lý, không để đất trống. Hiện nay, Thịnh Lang là phường duy nhất trên địa bàn thành phố Hòa Bình chưa có chợ. Vì vậy, trong nhiều năm qua đã xuất hiện một số điểm chợ tự phát với hàng chục hộ buôn bán trên vỉa hè, lòng lề đường, gây khó khăn cho việc mua bán và nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Được biết, phường Thịnh Lang đã tìm được vị trí đất để mở chợ, tập trung những điểm bán tự phát này vào nhằm ổn định việc mua bán và đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời đã đề nghị Ủy ban dân thành phố sẽ sớm phê duyệt và đầu tư kinh phí để xây dựng chợ khang trang. Việc họp chợ ngay trên vỉa hè lòng lề đường không những mất an toàn mà còn ảnh hưởng đến vệ sinh công cộng và mỹ quan đô thị. Do đó, việc sớm quan tâm đầu tư xây dựng chợ là điều hết sức có ý nghĩa đối với người dân địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu mua bán, giao thương hàng hóa và đảm bảo mỹ quan, hướng tới xây dựng phường văn minh đô thị trong thời gian tới. 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách đến Kim Bôi tham quan nghỉ dưỡng là gần 77.500 lượt người, trong đó chủ yếu là khách nội địa. Tổng thu từ du lịch đạt 170 tỷ đồng. Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, lượng khách đến các khu điểm du lịch cơ sở lưu trú tăng nhiều vào dịp cuối tuần. Phát huy lợi thế nguồn tài nguyên nước khoáng nóng, huyện đang tập trung khai thác loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng theo xu hướng nghỉ dưỡng xanh, đáp ứng tiêu chí an toàn chất lượng. Các khu điểm thu hút đông khách du lịch như Selena Resort Kim Bôi, An Lạc Eco Farm and Hot Springs, Hoa Viên Hotel, Trung tâm điều dưỡng người có công. Một số loại hình du lịch trải nghiệm mới đang phát triển, thu hút sự tham gia của khá đông du khách như trekking khám phá đỉnh núi 800, núi Đại Bàng và cắm trại dọc sông Bôi. Thời tiết nắng nóng, nền nhiệt thay đổi thất thường những ngày gần đây khiến lượng bệnh nhân là người già và trẻ nhỏ nhập viện tăng cao, chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, huyết áp, rối loạn tiêu hóa. Tại khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trung bình ngày bình thường, khoa tiếp nhận khám bệnh cho khoảng 400 người, thì những ngày này tăng lên khoảng 500 người. Theo khuyến cáo của bác sĩ, để phòng bệnh mùa nắng nóng, mọi người cần tạo môi trường sống thoáng mát, sử dụng quần áo, thiết bị bảo vệ khi đi ra ngoài trời nắng và tránh mưa. Nếu gia đình sử dụng điều hòa nhiệt độ thì nên điều chỉnh chế độ phù hợp, không thấp hơn nhiệt độ ngoài trời quá nhiều để tránh hiện tượng sốc nhiệt, đồng thời thường xuyên uống nhiều nước, ăn thực phẩm dễ tiêu hóa. Những người có tiền sử các bệnh lý về hô hấp, tim mạch, huyết áp cần tuân thủ uống thuốc, kiểm soát huyết áp đúng hướng dẫn của bác sĩ. Khi thấy có các dấu hiệu bất thường cần kịp thời đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022. Ngày 18 tháng 6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Giải thể thao Người làm báo tỉnh năm 2022.
Giải có sự tham gia của 80 vận động viên là các nhà báo, hội viên nhà báo đến từ các chi hội, văn phòng hội nhà báo tỉnh và cán bộ công tác tại tổ thông tin truyền thông thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 3 bộ môn: cầu lông, bóng bàn và bóng chuyền hơi. Ở bộ môn cầu lông, các vận động viên thi đấu 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Bộ môn bóng bàn thi đấu 3 nội dung: đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ. Môn bóng chuyền hơi thi đấu đội nam nữ. Đây không chỉ là dịp để các hội viên nhà báo là những vận động viên xuất sắc trong giới báo chí thi đấu, mà còn nhằm khơi dậy niềm đam mê thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết đồng nghiệp trong giới báo chí, từ đó tạo động lực giúp những người làm báo trên địa bàn tỉnh hun đúc thêm lòng yêu nghề, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2813 về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu đến năm 2030. Với mục tiêu đến năm 2025, nâng cấp thị trấn Mai Châu và các xã mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 4. Đến năm 2030, củng cố, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí của thị trấn đã đạt được theo tiêu chí của đô thị loại 4. Các địa phương trên địa bàn huyện đang huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và đảm bảo giữ gìn các nét văn hóa dân tộc. Thị trấn Mai Châu và hai xã Tòng Đậu, Triềng Châu là ba đơn vị hành chính trong phạm vi quy hoạch mở rộng thị trấn Mai Châu, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 4. Hiện nay, cùng với việc mở mới các tuyến đường vành đai đô thị, huyện Mai Châu đang tập trung nâng cấp hệ thống giao thông nội thị, trong đó xây dựng mới hệ thống cấp thoát nước, cải tạo chỉnh trang các khu ở và công trình công cộng, khu chức năng đô thị như trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ, qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm. Cái thị trấn Mai Châu thì trung tâm của huyện Mai Châu và nó là cũng là đồng thời cũng là cái trung tâm phát triển kinh tế xã hội của huyện. Hiện nay đang cải tạo tất cả các cái vỉa hè và nâng cấp đô thị từ loại 5 lên loại 4. Thì trước mắt là người dân được hưởng lợi là được cái vỉa hè thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ, tạo cái bề mặt thông thoáng để thu hút được khách du lịch về với Mai Châu. Huyện Mai Châu đang phát triển khu vực trung tâm hành chính huyện về phía Nam và phía Bắc quốc lộ 15 để phát triển đồng bộ kỹ thuật hạ tầng đô thị. Ngoài việc tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực đô thị thị trấn Mai Châu như đường quốc lộ 6, quốc lộ 15, đường vành đai đô thị, huyện Mai Châu đang triển khai đầu tư một số công trình hạ tầng như đường xuyên tâm, đường nội thị thị trấn Mai Châu, bổ sung một số dự án đầu tư hạ tầng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Mai Châu để thực hiện lộ trình nâng cấp thị trấn Mai Châu. Trong công tác điều chỉnh quy hoạch mở rộng đô thị thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu chú trọng bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên vốn có, với mục tiêu xây dựng huyện Mai Châu trở thành điểm du lịch quốc gia vào năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Thực ra thì cái vấn đề kết nối nó là một trong những cái mô hình cũng như là cái mà nhà nước cũng như là bảo sở ban ngành du lịch một số tỉnh đang rất là quan tâm. Đấy, lên kết nối vùng thì sẽ phát triển mạnh hơn. Ví dụ là chúng ta có kết nối vùng Mai Châu, có Mộc Châu, có khu lịch Pù Luông là những khu điểm lớn, thì chúng ta lên kết nối vùng với nhau, trao đổi kinh nghiệm thì mọi cái nó sẽ phát triển cho du lịch Mai Châu và một số vùng lân cận thì tốt hơn rất là nhiều. Trên cơ sở quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu đã rà soát trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và quy hoạch đô thị thị trấn Mai Châu. Phấn đấu đến hết năm 2025, phát triển đô thị đáp ứng tiêu chuẩn về đánh giá phân loại đô thị loại 4. Đến năm 2030, củng cố, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí của thị trấn đã đạt được theo tiêu chí của đô thị loại 4. Đồng thời cung cấp thông tin đề xuất quy hoạch huyện Mai Châu tích hợp vào quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các năm tiếp theo. Một cái trụ cột mà huyện coi là thế mạnh đó là cái phát triển du lịch, thì chúng tôi đang định hướng để mà tiếp tục xây dựng các cái kết cấu hạ tầng, các cái kết cấu kỹ thuật, thế rồi xây dựng những cái thiết chế văn hóa để mà phát huy những cái nét văn hóa của dân tộc Thái cũng như là người dân tộc Mông trên địa bàn huyện để mà phát triển du lịch. Thế và đồng thời với đó là cũng dựa vào cái điều kiện tự nhiên, diện tích đất rừng cũng như là huyện cũng có cái một vùng
quanh vùng hồ sông Đà. Với mục tiêu huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển các lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh trên địa bàn, huyện Mai Châu tiếp tục tập trung vào công tác quy hoạch các ngành lĩnh vực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ thương mại làm trọng tâm để phát triển mạnh mẽ tiềm năng du lịch ở địa phương, giữ vai trò quan trọng trong phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, chưa đầy 3 tuần nữa là đến ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thời điểm này, thầy và trò các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực tăng tốc ôn luyện, củng cố kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cho học sinh, để các em bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng, đạt hiệu quả cao nhất. Phản ánh của phóng viên thời sự. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trường Trung học phổ thông Công nghiệp thành phố Hòa Bình có 348 học sinh khối lớp 12. Với mục tiêu 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi phù hợp với từng nhóm đối tượng và có sự phân hóa năng lực học sinh. Nội dung ôn thi bám sát theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình trung học phổ thông hiện hành, qua đó chất lượng ôn thi được nâng lên. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi trung học phổ thông thì các thầy cô đã tập trung ôn luyện cho bọn em tất cả các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ 2, các thầy cô đã ôn những bài để có bám sát vào trong đề thi trung học phổ thông, và cơ bản thì bọn em đều đã nắm được những kiến thức, sẵn sàng để thi, bước vào phòng thi một cách tự tin. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay toàn tỉnh có 59 đơn vị đăng ký dự thi, tăng 3 đơn vị so với năm học 2021, thành lập 37 điểm thi tại 36 trường trung học phổ thông. Tính đến ngày 7 tháng 6 năm 2022, tổng số thí sinh đăng ký dự thi toàn tỉnh là 9.622 thí sinh, tăng 81 thí sinh so với năm 2021. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để công tác dạy học kiểm tra, đánh giá, thi khảo sát chất lượng cho học sinh lớp 12, đảm bảo tính khách quan và nghiêm túc, đồng thời chỉ đạo các trường học tích cực tổ chức ôn thi, củng cố kiến thức thi tốt nghiệp cho học sinh, tổ chức thi thử tốt nghiệp cho học sinh ít nhất là 2 lần để các em làm quen với kỳ thi, làm quen với việc thực hiện quy chế thi, rèn kỹ năng làm bài. Đây là cơ sở để nhà trường căn cứ điều chỉnh công tác quản lý, phương pháp dạy học, ôn thi, đảm bảo sát với từng đối tượng học sinh, góp phần nâng cao kết quả của kỳ thi. Giai đoạn nước rút này thì là nhà trường thực hiện từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 6. Thì căn cứ vào cái kết quả thi thử của nhà trường tiếp tục phân loại học sinh theo cái lớp thấp hơn, theo cái tầng thấp hơn để ôn tập cho thật sát đối tượng học sinh. Và giai đoạn này chủ yếu là tập trung củng cố kiến thức cũng như là làm các cái đề xen lẫn, làm các cái đề để đánh giá được cái khả năng của học sinh trong cái việc mà làm đề thi tốt nghiệp theo cái form minh họa của Bộ Giáo dục Đào tạo. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tổ chức theo hướng giữ ổn định như năm 2021 nhằm đánh giá chất lượng đầu ra giáo dục phổ thông và là căn cứ quan trọng để xét tuyển đại học cao đẳng. Các thầy cô giáo và các em học sinh đang nỗ lực tập trung cao độ vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với tâm thế tự tin, chủ động để đạt được kết quả cao nhất. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Hiệu quả từ giống lúa mới, năng suất cao ở huyện Kim Bôi. Mô hình trồng cây gây quỹ và bảo vệ môi trường của Hội Người Cao Tuổi. Thưa quý vị và các bạn, việc đưa giống lúa mới vào sản xuất có ý nghĩa rất lớn cho việc phát huy những lợi thế của đồng đất nhằm tăng năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Những năm gần đây, huyện Kim Bôi đã phối hợp với nhiều công ty cung ứng các giống lúa mới để cung cấp cho người dân những loại giống tốt, giá rẻ mà hiệu quả kinh tế cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đến thăm các hộ dân đang gặt lúa tại cánh đồng tại xóm Mớ Khoác, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, cảm nhận sự phấn khởi thắng lợi của vụ xuân 2022 của người dân khi 2 hectare diện tích trồng tí điểm giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308 và lúa thuần VNR20 sinh trưởng tốt. Năm nay là năm đầu tiên gia đình chị Bùi Thị Loan cấy giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308. Cây lúa phát triển tốt, bông to, chắc hạt. Đặc biệt qua quá trình theo dõi và chăm sóc, chị Loan cho biết mới phun một lần phòng trừ sâu bệnh nên đã giảm được chi phí thuốc bảo vệ thực vật và ngày công so với các giống lúa đã từng trồng trước đây.
Mình cấy xong mình phun thuốc vào xong mình giá phân vào là không phải làm cỏ nhiều và cũng không phải chăm sóc gì nhiều ạ. Chưa biết đánh giá gì thế nào nhưng mà chị cũng thấy là nó vẫn cao hơn cái những lúa khác, nó cũng thấy tốt hơn ạ. Vụ xuân năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kim Bôi đã phối hợp với công ty cổ phần Vinasit thuộc Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam triển khai xây dựng mô hình trình diễn giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308 và lúa thuần VNR20 với diện tích gần 150 ha trên địa bàn toàn huyện. Hai giống lúa trên đều ứng dụng quy trình canh tác lúa cải tiến SRI được triển khai từ tháng 1 năm 2022, đến nay đã cho thu hoạch. Qua đánh giá mô hình cho thấy giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308 có kiểu cây gọn, lá đứng, đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh, số bông hữu hiệu, trên khóm cao. Còn giống lúa VNR20 có đặc tính nổi trội, cứng cây đẻ nhánh mạnh, bông đùm, số hạt trên bông, hạt chắc cao, giống kháng tốt bệnh, cháy bìa lá và tạo ôn lá, hạn chế dày nâu, năng suất cao. Cả hai loại giống lúa trên đều có khả năng sinh trưởng ngắn ngày. Vụ xuân 125-130 ngày, vụ mùa 105-110 ngày, năng suất đạt từ 8-9 tấn một hecta, thâm canh tốt đạt 10-12 tấn một hecta. Tham gia mô hình, các hộ dân được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại và điều tiết nước phù hợp trong từng thời điểm. Lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 thì chúng tôi cũng có phối hợp với công ty là đưa vào thực hiện một số cái mô hình từ vụ xuân năm 2019. Và qua các vụ và các năm thì chúng tôi đánh giá đây là một cái giống lúa lai mà có tiềm năng năng suất rất là cao và có cái tính chống chịu sâu bệnh cũng khá. Và vụ này thì chúng tôi đánh giá là năng suất của cái Thụy Hương 308 là trên 70 tạ trên hecta. VNR20 đến người dân trên toàn tỉnh của tỉnh Hòa Bình cũng như các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, thì chúng tôi liên kết với các trung tâm dịch vụ của các huyện, phòng nông nghiệp. Chúng tôi tổ chức các chương trình tập huấn để giới thiệu cho bà con nông dân và ngoài ra hỗ trợ giống cho bà con nông dân để nhân rộng những cái mô hình đó để người dân tiếp cận và mang lại cái hiệu quả kinh tế cũng như là cái giá trị cao đối với cái giống lúa lai Thụy Hương 308 cũng như là cái giống lúa VNR20. Qua việc triển khai mô hình trình diễn và những kết quả ban đầu, cho thấy giống lúa lai Thụy Hương 308 và lúa thuần VNR20 giúp người nông dân giảm chi phí sản xuất, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hiệu quả kinh tế sau khi trừ chi phí của giống lúa Thụy Hương 308 là 38 triệu đồng một hecta và lúa thuần VNR20 là 26 triệu đồng một hecta. Do đó, mô hình được xây dựng thành công, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp người nông dân tiếp cận với những giống lúa tốt, từ đó áp dụng vào đồng đất của gia đình mình, góp phần nâng cao năng suất, phát triển kinh tế tại mỗi địa phương. Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 17 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg 2022. Bài phát biểu đề cập nhiều thách thức quan trọng đối với nước Nga và nền kinh tế thế giới, trong đó nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow phải bảo vệ chủ quyền chính trị và độc lập kinh tế của mình. Tổng thống Putin cho rằng các quốc gia phương Tây có ý định sử dụng các biện pháp trừng phạt để làm ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga bằng cách phá hủy chuỗi hậu cần, buộc các công ty phương Tây rời khỏi thị trường, đóng băng tài sản, ảnh hưởng đến ngành công nghiệp, tài chính và cuộc sống của người dân Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho rằng họ đã không hoàn thành được mục tiêu của mình. Người đứng đầu Điện Kremlin nhận định giá lương thực tăng vọt ở phương Tây, chứng tỏ rằng các lệnh trừng phạt đang tác động tiêu cực đến chính họ. Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn có khả năng tăng xuất khẩu lương thực và phân bón. Tổng thống Putin khẳng định cuộc tấn công kinh tế chống lại nước này không có cơ hội thành công, vũ khí trừng phạt là con dao hai lưỡi và rằng Nga sẽ đương đầu với bất kỳ thách thức nào. Trong bối cảnh phải đối phó với các biện pháp trừng phạt chưa từng có, ngân sách của Liên bang Nga vào năm 2022 vẫn sẽ có được khoản thặng dư 3.000 tỷ rúp. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp hai loại vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi. Đây là nhóm tuổi cuối cùng đang chờ được tiêm chủng ngừa COVID-19 ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Pfizer cho trẻ sơ sinh, trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi và vaccine Moderna cho trẻ từ 6 tháng đến 17 tuổi. Hiện tại, độ tuổi tối thiểu để tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Mỹ là 5 tuổi. Quyết định của FDA được đưa ra sau khi một hội đồng gồm các chuyên gia của FDA đều cho rằng lợi ích của vaccine lớn hơn rủi ro.
Đối với vaccine Pfizer, trẻ sẽ được tiêm 3 mũi, mỗi mũi tiêm chỉ bằng 1 phần 10 liều của người lớn. Trong khi đó, phác đồ tiêm vaccine của Moderna cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi sẽ là 2 mũi tiêm, với mỗi mũi tiêm chỉ bằng 1 phần 4 liều của người lớn. Đối với trẻ từ 6 đến 11 tuổi, liều lượng sẽ bằng một nửa liều người lớn. Việc sử dụng vaccine cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên hiện cần được sự chấp thuận cuối cùng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành đạo luật cải cách vận tải biển nhằm cải thiện việc giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Đây được cho là động thái góp phần kiềm chế lạm phát và giảm tình trạng tồn đọng hàng xuất khẩu tại nước này. Luật mới sẽ tăng thẩm quyền điều tra của Ủy ban Hàng hải Liên bang Mỹ trong việc giám sát hoạt động vận tải biển và tăng tính minh bạch của các hoạt động. Luật sẽ cho phép Ủy ban Hàng hải Liên bang Mỹ FMC tiến hành các cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của các hãng vận tải biển thông thường, áp dụng các biện pháp cưỡng chế và yêu cầu các tàu phải báo cáo cho FMC về tổng trọng tải xuất nhập khẩu mỗi quý, cấm các hãng vận tải biển từ chối tiếp nhận hàng xuất khẩu của Mỹ một cách bất hợp lý. Ông Biden cho rằng luật mới này sẽ góp phần bắt đầu làm hạ chi phí vận tải. Hội đồng Vận tải Thế giới cho biết sẽ làm việc với FMC để thi hành luật trên theo cách giảm thiểu sự gián đoạn cho chuỗi cung ứng. Ngoài dự luật trên, Đảng Dân Chủ cũng đang thúc đẩy các biện pháp để giảm giá thuốc kê đơn. Bộ Quốc phòng Israel ngày 17 tháng 6 thông báo đã tiến hành thử nghiệm xe robot chiến đấu không người lái cỡ vừa do cơ quan nghiên cứu và phát triển của bộ này phối hợp thực hiện cùng các tập đoàn công nghiệp quốc phòng. Chiếc xe robot chiến đấu không người lái này được chế tạo kết hợp các công nghệ phần cứng và phần mềm quốc phòng hiện đại nhất. Ngoài ra, chiến đấu xa này còn được trang bị một máy bay không người lái phục vụ các mục đích trinh sát và một bộ cảm biến thụ động. Nhờ vậy mà chiếc xe này có thể thực hiện các nhiệm vụ tác chiến phức tạp trên nhiều loại địa hình khác nhau, mang được những khí tài nặng, có hệ thống phóng tên lửa thông minh, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và cảnh báo sớm. Ngoài việc giảm thiểu sự can thiệp của con người, hệ thống phần mềm trên xe có thể dễ dàng tích hợp vào các hệ thống điều khiển tự động khác. Dự kiến chiếc xe robot chiến đấu không người lái này sẽ được thử nghiệm trên thực địa vào đầu năm tới. Israel là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ xe quân sự không người lái, phục vụ các mục đích trinh sát, phòng ngự từ xa, tấn công và hỗ trợ bộ binh. Mới đây, bất chấp nắng nóng vẫn đang xảy ra ở Tây Ban Nha, những người theo đạo Kitô ở thành phố Toledo vẫn đổ ra đường để tham dự lễ hội Corpus Christi. Trong đợt nắng nóng sớm nhất ở Tây Ban Nha trong 40 năm qua với nhiệt độ lên tới 39 độ C, người dân đã được chứng kiến biểu tượng của Chúa được mang trên vai của những tín đồ theo đạo Kitô. Để hỗ trợ người dân tham dự lễ hội trong thời tiết nắng nóng, tòa thị chính địa phương đã phát quạt và 10.000 chai nước. Đợt nắng nóng mới nhất được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần này, với nhiệt độ lên tới trên 40 độ C ở nhiều khu vực của Tây Ban Nha. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời căn dặn của Bác về trồng cây gây rừng, các cấp hội đoàn thể tại nhiều địa phương đã xây dựng mô hình trồng cây gây quỹ. Mô hình đã góp phần tạo cảnh quan môi trường, xây dựng nguồn quỹ, thực hiện các hoạt động chăm lo phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong phần cuối của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình trồng cây gây quỹ của Hội Người Cao Tuổi Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình. Hàng cây lát này được Hội Người Cao Tuổi tại Tổ 3 Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình trồng cách đây hơn 10 năm. Tự tay chăm sóc, bón phân để cây sinh trưởng khỏe mạnh, rồi dành tặng cho khu dân cư trong tổ và bán đấu giá gây quỹ, thực hiện các hoạt động thiết thực trong cộng đồng dân cư. Với mong muốn xây dựng môi trường trong lành, cảnh quan làng xóm khang trang, đồng thời cũng tạo khuôn viên bóng mát cho trẻ trong tổ vui chơi. Đó là cách mà hội viên Hội Người Cao Tuổi đã và đang làm để xây dựng làng bản khang trang cũng như phát huy vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng dân cư. Thứ nhất là làm cái môi trường thân văn hóa cho nó đẹp. Thứ hai cũng là giáo dục truyền thống. Bây giờ là các thế hệ, các cụ cao tuổi ấy là đồng lòng, đồng sức cùng nhau để phát triển cây quý. Thực hiện lời căn dặn của Bác về trồng cây gây rừng, thời gian qua Hội Người Cao Tuổi Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình đã tận dụng hoặc mượn các khoảng đất trống để trồng cây xanh, chủ yếu là giống cây lấy gỗ, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Mô hình trồng cây gây quỹ được triển khai lần đầu tiên từ năm 1995 tại chi hội Tổ 3. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng tại nhiều chi hội với tổng diện tích khoảng 6.000 m2.
từ các hàng cây đến kỳ thu hoạch sẽ là nguồn quỹ để hội người cao tuổi thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cũng như là giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn để mở rộng sản xuất. Hình ảnh những cụ ông, cụ bà đã ở cái tuổi xưa nay hiếm đi chăm sóc các vườn cây có lẽ đã không còn xa lạ với người dân nơi đây. Qua mô hình đã lan tỏa tình yêu thiên nhiên, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ, giữ gìn môi trường sống. Cái vườn palm của các cụ bây giờ đang thực hiện này là lý tưởng của các cụ là nếu lãnh đạo và cho làm và cho các cụ thường xuyên cứ 5 năm một lần, 5 năm lần thì các cụ vẫn là cứ bình thường trồng để giữ một là đất, hai nữa là cái môi trường sạch, đảm bảo. Cái thứ ba nữa là được cái tiền. Nói tóm lại được tiền để cho các cụ có cái vốn đấy, để chăm sóc những cái cụ già, cụ yếu hoặc là đi tham quan hoặc là tổ chức những cái ngày hội hè. Từ hiệu quả bước đầu của mô hình trồng cây gây quỹ của người cao tuổi phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, hy vọng rằng trong thời gian tới, các cấp hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ sáng tạo ra các mô hình mới để đưa vào cuộc sống và dần làm thay đổi được ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.